Lại chào các bạn nhé. Đây là căn Lotus phiên bản số 3 với diện tích là 18,6 m². Hãy xem nó có những cái điều gì độc và lạ trong cái căn này của Fairhome nhé. Còn đầu tiên là hệ thống cảm biến ánh sáng cho cái sân và ban công này. Sau đó là một chiếc mặt nạ thì được thêm ở chữ X kiểu dạng như iPhone 10 ấy, đúng không? Cái phần không gian này thì chúng tôi đã thay đổi nó với tất cả những cái tiện ích liên quan đến ánh sáng, không khí và mang đến cho cái phòng khách này ấy, là một cái cửa sổ trời, cửa sổ biên và cửa sổ trước, là một cái không gian góc nhìn panorama 360 độ. Tiếp đó là cái khu vực để TV và khu vực mini bar. Okay. Trong bếp này thì có một cái nhà vệ sinh vẫn như vậy. Nhà vệ sinh có thể nói là vừa xinh vừa đẹp lại vừa đầy đủ tiện nghi. Ở cái góc nhìn này thì chúng ta có thể thấy rằng là ở phía xa ban công kia ấy là những cái vực. Trong cái quá trình hoàn thiện của Fairhome, chúng tôi luôn luôn mang đến cho những khách hàng sự cải tiến về mẫu mã và chất lượng sản phẩm, cũng như là những thay đổi và để phù hợp với điều kiện thời tiết, phù hợp với điều kiện sử dụng, cũng như là phù hợp với điều kiện kinh tế của quý khách hàng nữa. Rất hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau để mang căn nhà thực sự thông minh và ý nghĩa này đến những cái mọi miền của Tổ quốc, đến với vườn và các cái công trình của các bạn đầu tư nhé.